Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với YouTube của Huawei Việt. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm chiếc loa Bluetooth Huawei Hono AM08. Đây là một chiếc loa Bluetooth có thiết kế khá là đẹp, và nó hỗ trợ là nhận cuộc gọi ngay ở trên cái loa này. Bây giờ mình sẽ mở hộp cái loa Bluetooth Huawei Hono AM08. Hono là một cái hãng, là một công ty con của Huawei. Đã, cho nên là khi mà các bạn để ý ở trên cái hộp của nó thì có tem của Huawei đấy. Ok, giờ mình sẽ mở hộp cái tai nghe này. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay đây một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Hoàn toàn tiếng Trung. Tất cả đều là tiếng Trung Quốc. Ok. Tiếp theo, một sợi dây cáp sạc chuẩn micro USB. Ok. Cuối cùng chiếc loa AM08 của Huawei. Đây là một chiếc loa màu vàng gold khá là đẹp. Đây các bạn có nhìn thấy. Loa kiểu dáng hình thiên nga. Có logo của Huawei đấy. Đây các bạn nhìn thấy logo Huawei ở mặt trước. Ở phía trên thì nó có các phím tăng âm lượng, giảm âm lượng, phím Bluetooth và phím next bài và quay lại bài trước. Ngoài ra thì ở phía trên thì nó còn có một cái micro để giúp các bạn có thể là nhận cuộc gọi. Khi có cuộc gọi đến thì các bạn dễ dàng nhận được cuộc gọi. Đây là phía trên. Ở phía trong này thì nó có một cái loa đấy ạ. Và ở chỗ này nó có một cái đèn sáng màu đỏ khá đẹp khi mà các bạn bật loa lên. Mặt sau thì nó có một cái cổng sạc chuẩn micro USB cùng với một cái đèn báo. Ở phía dưới là một cái tem và một cái công tắc bật nguồn. Đấy, tem của Huawei và một cái công tắc bật nguồn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối cái loa Huawei AM08 này với điện thoại. Thì, trước tiên để kết nối thì các bạn sẽ bật nguồn cái thiết bị này lên. Đấy, mình sẽ bật nguồn lên. Thông báo tiếng Anh luôn, power on. Thì các bạn để ý thì ở trên cái biểu tượng này, cái biểu tượng Bluetooth đang nhấp nháy ấy, thì các bạn sẽ lấy, ở đây mình có một cái chiếc điện thoại Huawei, thì các bạn sẽ vào phần kết nối ạ, Bluetooth, bật Bluetooth lên. Ok. Reaching for pairing. Ok, các bạn nhìn thấy Huawei AM08 ạ. Bluetooth connected. Đã thông báo là Bluetooth đã được kết nối. Các bạn có thể vào đây để các bạn kiểm tra, ví dụ các bạn muốn nhận cuộc gọi luôn, âm thanh cuộc gọi này, âm thanh của phương tiện. Âm thanh của phương tiện tức là khi các bạn bật nhạc lên thì có thể nghe được nhạc nhé. Đây mình sẽ test thử về âm thanh của chiếc loa này. Đây các bạn có nhìn thấy khi sử dụng cái loa này thì nó có một cái đèn màu đỏ ở đây, nó chiếu xuống cái loa, nhìn khá là đẹp ạ, rất là đẹp. Đó, đèn màu đỏ sẽ nhấp nháy ạ. Bây giờ mình sẽ bật thử cái YouTube lên để các bạn, cho các bạn test thử cái âm thanh của cái loa này. Âm thanh của loa này thì khá là hay. Đây, mình sẽ mở thử YouTube lên. Ok, thử một bài. Ok, mình sẽ tăng âm lượng lên. Tăng âm lượng đây lên. Phím ở trên này toàn bộ là phím cảm ứng này, các bạn nhìn đấy ạ. Thế mình ấn nút này, nó sẽ khi ấn lên nó sẽ sáng đấy ạ, phím cảm ứng này.
cái phím ở giữa này thì các bạn có thể dừng khi phát nhạc hoặc là bấm ấn để phát tiếp, hoặc là các bạn có thể nhận cuộc gọi bằng cái phím biểu tượng răng xanh ạ, biểu tượng Bluetooth ạ. Các bạn có thể thấy là cái loa thì khá là nhỏ, cầm rất là nhỏ gọn, thì các bạn có thể để đầu giường nghe nhạc trong phòng thì khá là hay. Thì khi mà mình mở test nhạc thì các bạn có thể thấy là cái âm bass và âm check khá là tách bạch nhau và chất âm khá là ổn ạ. Huawei là một thương hiệu khá là lớn của Trung Quốc, thì các bạn hoàn toàn yên tâm về cái sản phẩm mà do Huawei nó sản xuất ra. Ok, vừa rồi thì mình làm video để hướng dẫn các bạn giới thiệu qua về chiếc loa Bluetooth AM08 và hướng dẫn các bạn cách kết nối. Để xem thêm thông tin chi tiết về chiếc loa này thì các bạn có thể truy cập vào website huaweiviet.vn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.